Anh đội trưởng Di rất bức xúc với quyết định này của ông giám đốc An, nhưng cũng phải làm theo lệnh của cấp trên đưa ra. Bất ngờ đoạn video mà cậu bé quay được trên máy bay lại đến tay của cô giám đốc Jessica. Cô ta định nhấn nút để xóa đoạn video nhưng lại dừng tay. Cô nữ giám đốc tập đoàn John & Mark này sau đó thuê một nữ sát thủ để tiến hành trừ khử Dangeon. Nữ sát thủ này tên là Lily. Cô nàng này liền lấy ra những lọ thuốc cực độc và nói là nếu tiêm thứ này vào cơ thể thì tên Dangeon kia sẽ vỡ tim và chết ngay tức khắc. Dangeon và Hezi khi vừa về đến sân bay tại Hàn Quốc thì Hezi bị một nhân viên sân bay đẩy xe hành lý tông vào người khiến cô nàng tay ngã. Từ phía sau có một gã mặc đồ vest lịch lãm đeo chiếc nhẫn tiền đến rồi sờ vào gáy của Dangeon khiến chàng trai lên cơn co giật xuống ngất lịm. Sau đó Dangeon được đưa lên xe cấp cứu để cô nàng sát thủ tiến hành tiêm thuốc cực độc vào người anh ta. Nhưng đó chỉ là kế hoạch mà con nhỏ sát thủ vẽ ra mà thôi, còn thực tế thì chưa chắc đã diễn ra được như thế. Khi Hezi và Dangeon đang bước đi tại sân bay, tên nhân viên có đẩy xe hành lý tông vào Hezi thật, nhưng khi đứng cô nặng lên, Dangeon nhìn vào chiếc mắt kính của Hezi thì thấy có một kẻ đang muốn tấn công mình từ phía sau nên liền khống chế hắn ta, rồi hỏi mày là thằng khốn nào. Lúc xem chiếc nhẫn của hắn ta thì không phát hiện gì đáng ngờ, sau đó thì nhận ra tên này lại là một phi công trưởng. Cô nữ sát thủ liền ra lệnh hãy thực hiện kế hoạch B. Cô chỉ hoa xúc ra sân bay đó rồi dẫn cả hai đi ăn. Tại quán ăn, Dangeon sau khi biết được việc điều tra vụ máy bay rơi ở cục tình báo đang diễn ra rất chậm chạp nên chàng ta rất tức giận. Khi Dangeon ra ngoài nghe điện thoại thì có một người đàn ông tìm cách tiếp cận chàng ta. Anh này tự giới thiệu mình là phóng viên của một tòa soạn. Anh phóng viên này nói trước khi vụ rơi máy bay xảy ra, phòng điều khiển tại sân bay có nhận được một cuộc điện thoại báo tin máy bay sắp bị khủng bố. Nhưng cô tổng đài viên sau đó đột ngột ngất xỉu, đến giờ vẫn trong tình trạng bị chất não, nhưng cảnh sát vẫn không điều tra gì mà còn tìm cách để bình viện báo chí. Anh phóng viên hỏi Dangeon, tôi cần anh giúp để tìm ra sự thật. Dangeon sau vài giây suy nghĩ thì cũng đồng ý. Anh phóng viên yêu cầu Dangeon đừng nói cho người ở cục tình báo biết việc chúng ta đã